Thời Hạnh lùa gà biết cái đéo gì đâu mà chạy quảng cáo mới chở đi dạy. Đa phần thời Hạnh có bán hàng đéo đâu mà đi dạy đúng không? Ok, trong ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem là những cái học viên học mình xong thì họ gặp rất nhiều vấn đề trong quá trình mà chạy quảng cáo nhá. Và phải thừa nhận đây là những con gà thật sự luôn đấy, gọi là siêu gà. Hiểu, ở đây có một bạn học viên, ở đây có một cái file này, là cái file khảo sát sau học. Sau học thì thường mình sẽ có một cái file là khảo sát sau học. Các bạn sẽ là người đặt câu hỏi ở đây. Được chưa? Và gửi luôn cả đường link cái fanpage các bạn đang chạy đây. Đấy, để mình xem là các bạn về nhà các bạn thực hành làm bài tập như thế nào thì mình sẽ là người góp ý. Đương nhiên một số bạn sẽ được góp ý, một số bạn sẽ không được góp ý do cái form điền của bạn. Bạn nào mà điền đầy đủ chi tiết thì thường mình sẽ là người mà quay một cái video riêng xong rồi gửi cho từng người một để góp ý về cái việc là các bạn làm quảng cáo như thế có hiệu quả hay không, cần tối ưu target hay cần tối ưu content hay cần tối ưu kịch bản cho sale. Vậy mình là thằng bán hàng từ năm 2014 ấy, mình sẽ biết được nhiều và bán được nhiều sản phẩm rồi thì mình cũng sẽ biết được nhiều là các bạn đang sai ở khâu target, ở khâu quảng cáo hay khâu content hay khâu chốt sale. Chứ nhiều khi tối ưu quảng cáo mà các bạn chỉ chăm chăm đâm vào tối ưu target hay là tối ưu quảng cáo không thì nó cũng không đúng. Vì kết quả cuối cùng là chi phí trên một đơn hàng. Mà chi phí trên một đơn hàng thì nó sẽ ảnh hưởng bởi target là ai, content là gì, rồi là giá tin nhắn, giá bình luận và cuối cùng là kịch bản chốt sale, tỷ lệ chốt sale của các bạn cơ mà. Thế trong ngày hôm nay thì mình trong video này đôi 4, 6, 8 trong video này mình chia sẻ cho tạm cho các bạn 8 cái nội dung content mà mình đảm bảo các bạn chạy những cái sản phẩm này mình tin chắc 100% các bạn không thể ra được đơn. Và các bạn càng học thì các bạn càng gà. Được chưa? Và nếu không có những cái người mà đi trước như mình để chia sẻ cho các bạn thì chắc chắn các bạn sẽ thất bại trong việc làm quảng cáo hoặc ném tiền qua cửa sổ là chuyện bình thường. Ở đây có một cái câu hỏi của bạn này, cái vấn đề khó khăn của bạn là gì? Bạn đặt ra cho mình đó chính là em chạy 100.000 một ngày chỉ ra được vài mét và không chốt được đơn nào. Em bán mật ong giá của em giá gốc là 270.000 nhập vào và giá bán ra là 450.000. Đầu tiên về mật ong thì các bạn phải tưởng tượng là người sử dụng mật ong là người già, người ta dùng quảng cáo. Người ta sẽ dùng cái sản phẩm mật ong. Người trẻ ít khi dùng lắm. Ví dụ như của mình thì làm sao mà mình dùng được đúng không? Người già nó khoảng tầm 40, 50, 60 tuổi trở lên thì thường họ sẽ dùng, người ta gặp vấn đề về sức khỏe mà, mất ăn mất ngủ mà, dạ dày mà thì người ta sẽ dùng các sản phẩm liên quan đến mật ong như thế này. Và cái số 2 là mật ong mình không lạ gì nữa bởi mình có học viên tên là Đinh Ngân học xong khá thành công về sản phẩm mật ong rồi. Nhưng sản phẩm của bạn này bán một cái sản phẩm là 450.000 mật ong rừng. Để cứ gọi là nguyên chất và là hàng hạng xịn đi. Giá 450.000 tức là phân khúc cao hẳn thị trường, cao hẳn luôn đấy nhá. Còn thị trường nó bán khoảng tầm 200.000 đổ về thôi. Được chưa? Thì các bạn xem cái video của bạn này nhá. Đây là mật ong rừng. Rồi xem video này là 26 giây, 14 giây đầu tiên thể hiện cái việc là mật ong rừng đụng vào túi ni lông xong rồi rót qua cái giỏ nhỉ, hứng xuống thùng sơn. Thì với mình để mình có ý cho bạn này thì mình nói thật là nếu mình là người già mình xem quảng cáo của bạn này ấy, mình không bao giờ comment video của bạn luôn. Bởi content của bạn là mật ong rừng nhưng mà ong không có, rừng cũng không. Giá sản phẩm là 450.000 nằm trong phút tầm cao. Trong khi bối cảnh quay thì quay ở trong nhà vệ sinh. Mật ong rừng đeo thì đi đựng ở trong túi xong lại rót qua cái gì, cái giỏ xong hướng vào cái thùng sơn, nhìn thùng sơn nó cũng bẩn, nhìn bố thằng Hạnh cũng chả dám mua. Nói gì đến ông thằng Hạnh. Đây là nói thật, nó hơi phũ phàng một tí nhưng mà cái bối cảnh làm sản phẩm nhìn nó cứ bẩn thế nào ấy. Mật ong rừng đúng không? Ong không có, rừng không có. Mẹ thì báo giá xong khách hàng bảo đây đéo phải mật ong, đây không phải mật ong rừng. Nó là như thế bởi vì bối cảnh của bạn không mô tả là sản phẩm nó là mật ong rừng. Đây là con mà nước giếng cô đọc. Đây là nước giếng cô đọc lại pha ít mật ong thì nó chính xác hơn, khách hàng nó sẽ nhìn thấy như thế. Các bạn chạy quảng cáo này, các bạn cần phải nịnh khách hàng, sản phẩm nó ra mắt sản phẩm nó phải nịnh khách hàng một tí, nhìn nó phải sạch sẽ một tí, nhìn nó phải văn minh một tí. Đây như thế này, thà cứ ra bắt mật ong rừng xong rồi túm cái tổ xuống xong rồi cho vào luôn một cái lọ, cho vào cái bát không cần lọc lúng gì cả, mẹ cho cả con ong vào luôn. Và đây là mật ong rừng, quay lại cái quá trình lên rừng hái và đi lấy tổ ong ấy, nó có phải phê hơn không? Đây làm như này, đây cũng là một bạn học xong nhá, học xong mà làm như này gần như là nước đổ đầu vịt nhá, gần như là các bạn ném những cái gì vào mặt mình đấy, là đúng là anh em ở ngoài kia nói là mình lùa gà là đúng. Đây là gà thật mà, gà thì mình mua. Chứ còn người biết làm quảng cáo rồi người ta không làm như thế này đâu. Người ta phải nịnh khách hàng. Ô thế tại sao bọn nó cần phải make up lên cho nó đẹp,
trang phục cho nó đẹp, trau chuốt, chỉnh chu, cần phải thuê KOL làm gì? Để nịnh khách hàng, để thu hút lượt xem. Mật ong dừng nghị làm trông chán chả muốn mua ấy. Đây là video số 1 nhá. Cái dạng content này là bạn nào làm theo thì nên chỉnh đốn lại nhá. Làm mày không ổn tiêu. Tiếp này. Một bạn bán một cái sản phẩm là trẻ hóa làn da collagen. Cái này là uống vào người đúng không? Phụ nữ là người dùng. Trẻ hóa làn da, một là sau sinh người ta dùng. Hai là người cao tuổi đã bị lão hóa thì người ta dùng. Được chưa? Để trẻ hóa lại. Hàm lượng collagen thủy phân cao, phân cao từ 10.000ml từ cá. Ghê không? Những cái từ khóa này các bạn viết vào trong cái đoạn văn bản của các bạn, kiểu gì cũng bị khóa fanpage, khóa tài khoản hoặc là chạy quảng cáo đắt. Những cái điều đáng nói ở đây này. Đấy. Ở trên lớp dạy rồi, có hai loại thị trường, một là thị trường lớn, hai là thị trường bé. Nếu chúng ta ở thị trường bé thì chúng ta cần phải chạy video bán hàng. Bởi vì ở thị trường bé người ta mua là mua bằng niềm tin chứ không phải mua bằng sản phẩm. Cái áo mình mặc nó 200.000, các bạn báo giá 200.000, khách hàng ưng, khách hàng đặt luôn. Đặt thì khách hàng đến, khách hàng vẫn phải mở hàng ra kiểm tra để xem là nó có đúng như quảng cáo hay không, đường chỉ thế nào, chất liệu như thế nào, có vừa hay không. Đấy, thì đấy là mua hàng bằng sản phẩm. Bây giờ mở hàng thì kiểm tra mà. Còn ví dụ như là các sản phẩm collagen uống vào người này, uống vào một thời gian sau, 3 tháng sau, 6 tháng sau bắt đầu mới có hiệu quả. Tức là cái người ta mua ấy, người ta cầm nắm được ấy, nhưng mà người ta không biết được là nó có kết quả tích cực hay là kết quả tiêu cực. Vì vậy cái phương pháp bán là bán hàng bằng niềm tin. Đây này, mẹ đi chạy hình ánh cay thế này. Dạy xa xá là phải chạy bằng video trên 2 phút. Mẹ đây chị học xong đi chạy hình ánh mới cay thế này, chữ Hàn Quốc. Thế này khách hàng tưởng lọ thuốc sâu thì sao? Đây giống y hệt lọ thuốc sâu hoặc lọ siro ho. Đây là cảm nhận của khách hàng ấy nè. Thế này học xong nó không hiệu quả được là đúng. Đây lại một con gà nữa. Được chưa? Gà này thịt mãi mà không lớn đấy. Thì các bạn nhớ nhá, những cái video những cái content này thì nên chạy bằng video, bởi cái người ta mua đấy là niềm tin. Ít nhất thì bạn cũng chơi một cái dạng review dùng thử xem nó có hiệu quả thật hay không. Được chưa? Hoặc ít nhất thì bạn cũng đóng giả là một chuyên gia trong ngành về bác sĩ thẩm mỹ hoặc là cái chủ spa chia sẻ cái bí quyết làn da nó đẹp ra sao. Mẹ năm nay thằng Hạnh 50 tuổi em này. Đấy, nhưng mà nhìn da căng như mông em bé. Đấy, bí quyết là cái gì? Uống cái lọ này. Trong cái lọ này có cái gì? Hiểu không sao? Thì đây là content. Các bạn là người bán hàng, các bạn đi học về quảng cáo Facebook. Quảng cáo Facebook giúp các bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng. Nó sẽ giúp các bạn làm được cái điều đấy. Nhưng vấn đề là các bạn không học về cái cách bán hàng, không học về cách chốt sale, không trau chuốt về cái phần giới thiệu sản phẩm thì các bạn muôn đời không bán được hàng. Được chưa? Tại sao có những thằng càng ngày càng giàu? Được chưa? Con thằng càng làm quảng cáo thì mẹ càng bán nhà bán xe, càng thất vọng. Bởi vì khác nhau ở cái khả năng đóng gói sản phẩm làm content ấy. Cái khả năng số 2 là khả năng bán hàng chốt sale ấy. Cái này mà không học chốt sale thì đố chốt được bọn này luôn. Sản phẩm này là 750.000. Cũng không phải đắt, cũng không phải là rẻ, nhưng mà để người ta mua một cái lọ lại 750.000 thì mua niềm tin cực kỳ lớn, mua nhân hiệu của người bán cực kỳ lớn. Cái người bán phải da đẹp, mẹ da như con da trâu này, bán cái này làm sao mà thằng nào nó tin. Hiểu chưa? Các bạn xem những video quảng cáo về sản phẩm chăm sóc da ấy, nó thuê nam, nó thuê nữ, da nó căng bóng luôn, đẹp ơi là đẹp. Được chưa? Xong nó bơm thêm bít ad vào đấy, nó như thế này. Xong nó khoe cái ảnh nó chụp thường ngày xưa nó nhảy. Bây giờ nó dùng cái lọ này mới chỉ 2 tháng 3 tháng nó đã đẹp như thế này rồi. Thì đấy, nó có niềm tin hơn để mà mua. Nhìn cái ảnh này này. Này, nhìn cái ảnh này thì niềm tin đâu? Lý do tôi tại sao tôi phải mua hàng của bạn? Chán. Đấy nhá, giúp kinh nghiệm. Cái phần chữa bài của mình dành cho học viên ấy, thường mình sẽ gửi riêng cho học viên. Mình đã gửi video riêng rồi, đây là mình quay lại thôi. Thì ở đây đôi khi mình có thể nói những cái lời nói hơi lặng lời, nhưng mà đừng tự ái là được, tự ái là thất bại đấy. Được chưa? Tự ái là hy sinh luôn đấy. Tiếp theo, bán cá giống. Một ông bán cá giống. Rồi, ông cá giống thì mẹ sang fanpage toàn đăng ảnh đi chùa chiền thế này nhỉ. Đền Hùng này. Để chụp hoa đào hoa gì đây đây, sao lại linh tinh thế nhỉ? Bán cá giống đúng không? Cái người mua cá giống là về để mà người ta nuôi, sau một thời gian ngắn là người ta bán. Nói chung là chính xác là gọi là kinh doanh nông lâm thủy sản. Ok chưa? Thế thì để bán được cá giống cho những người này thì bạn phải phân tích cho là
cho họ xem mà cá của bạn như thế nào, nuôi bao lâu thì nó lớn, và nuôi bao lâu cái trọng lượng nó được lên 2 kg, 3 kg trong khoảng thời gian ngắn, và tỷ suất lợi nhuận là như thế nào, có rủi ro gì không, các phương pháp hay cái mạo nuôi là cái gì. Đây đấy, đây để quay bây để chụp con cá rô thì đi chạy quảng cáo thì thôi, ở đây chụp con cá chép mình đi chạy quảng cáo ai quan tâm. Ở đây này có một cái mà các bạn sẽ học được từ mình, các bạn làm video hay các bạn làm hình ảnh thì nó đều gọi là content. Chỉ làm content nó phải có cái một cái thông điệp nó đầy đủ ý nghĩa. Ví dụ như cái này chả hiểu cái mẹ gì cả, này nhìn cá này nhảy này, sống video giải trí không, chả hiểu cái mẹ gì cả. Thì nếu là cái video này này thì mình sẽ vào, mình sẽ là quay trước quay sau, được chưa? Tức là đây là 6 tháng trước cá của tôi như này, 6 tháng sau cá của tôi nó to gấp 3 lần như thế. Và tôi bắt một con lên tôi cân thử, nó là tận 2 cân. Và nếu mà bán như này tôi mua 10.000 con chẳng hạn, hoặc là tôi mua 1.000 con chẳng hạn, thì lúc đầu là giá bao nhiêu, sau khi ăn uống vào hết bao nhiêu, bây giờ là 10.000 con nó to như thế nào, 1.000 con nó to như nào, thì tôi sẽ bán được bao nhiêu tiền. Từ đó phân tích cho khách hàng là có nên sử dụng cá giống này hay không, ưu nhược điểm của nó. Thì đấy gọi là thông điệp ý nghĩa, thì khách hàng mới chọn bạn. Được chưa? Cái sản phẩm này cũng là bán niềm tin là chủ yếu này. Được chưa? Ở trong video này mình sẽ chữa các sản phẩm liên quan niềm tin, và các sản phẩm quần áo thì nó chỉ đơn giản là báo giá, hợp giá thì mua, không hợp thì thôi. Được chưa? Thế thì đây, cái này cần lưu ý nhá. Cái này chúng ta nhớ là chúng ta học được một điều, đó chính là làm video, làm hình ảnh cần phải có một thông điệp ý nghĩa. Mẹ không có thông điệp mà đòi chốt được sale. Điêu. À đây, có một cái sản phẩm của cái bạn này. Bạn này thì có chạy quảng cáo này. Bán sản phẩm là đồ tập gym, gold. Sản phẩm hướng đến giới giàu. Ok, mình cho các bạn xem quảng cáo nhé. Bạn này hiện tại đang chạy 8 kết quả quảng cáo, nhưng mà hiện tại đang chạy ảnh bằng 100%. Ở đây thì mình không nói về phần hình ảnh của bạn ấy bị sai, nhưng mà mình chỉ có ý cho bạn ấy thôi, là bạn nên chạy video. Bởi vì như này nhá, nó có hai loại đối tượng chơi gold. Một là chơi già dặn rồi, chơi già dặn rồi nó giống như kiểu các bạn có full option đồ đấy, giày dép gậy gống rồi lao kiếm rồi là những cái đồ linh tinh về phần phụ gôn đấy, thì nếu mà nó già dặn rồi, nó thành chuyên gia trong lĩnh vực rồi, bạn không thể bán hàng được cho bọn đấy, được chưa? Nhưng mà chơi gôn ở đây bạn bán giày này, bạn bán tất này, bạn bán mấy cái đồ gì đấy mình không rõ, giá sản phẩm thì giá là khá là cao, 1.4 triệu này, 3.4 triệu 50 này, rồi là bóng gôn này, được chưa? Rồi là thiết kế bóng gôn theo logo, theo yêu cầu này. Hiểu chưa? Nếu mà như thế này thì nó lại thành hai nhu cầu khác nhau rồi nhá. Ở đây mình quay lại vấn đề chính là có hai loại người chơi gôn. Một là biết chơi gôn rồi chuyên nghiệp, hai là người mới tập tành. Thì bạn nên tập trung vào cái đối tượng là mới chơi gôn. Thì nó mới không biết được là, nó không hình dung được là chơi gôn thì nên đi giày gì nó sẽ đúng, gậy gì thì nó tốt, gậy gì lực đánh nó chắc, nó đúng góc, ví dụ nó đúng độ tất nữa, rồi các sản phẩm liên quan, rồi là bóng thể loại, cái bóng gôn đấy, cái quả cầu gôn đấy, thì tức là bạn là bán cho cái đối tượng là người mới chơi gôn, và việc của bạn là chia sẻ cái kinh nghiệm chơi gôn của mình dành cho cái người này, được chưa? Chơi gôn thì đấy, mới chơi thì nên chơi con gôn như thế này, mới câu cá thì nên chơi con cần câu cá như thế này, đôi giày là như thế này, được chưa? Tư vấn cho người ta. Chứ đây chạy hình ảnh thì ok cũng được, mình nói là không phải là không được, mà là thường chạy ảnh như này xem thêm nhiều. Đây là sản phẩm giá trị cao, được chưa? Thế để lưu ý dành cho các bạn chơi gôn nhé. Rồi tiếp theo, đây lại một bạn nữa, bán viên uống điều kinh ngọc nữ khang, 100% thảo dược từ thiên nhiên, mẹ toán bốc phét. Rồi chu kỳ ghi nguyệt này, con phân tích này viết như này này. Phân tích viết này, chu kỳ kinh nguyệt không đều, chậm kinh, mất kinh, dòng kinh kéo dài, kinh màu thâm, đọc nghe có thấy kinh không? Khách hàng đọc thế này đã kinh bố mẹ, cái này làm gì mà dám nhắn tin nữa. Cái số 2, những cái đoạn chữ như này nhá, các bạn viết ở trên này thì nó quét đấy, nó quét tài khoản, nó giết page, nói chung là nó giết hết page, rồi là tài khoản, rồi là bài viết, nó không cho chạy đâu, nó vội hóa hết đấy. Thì là những cái chữ này cố gắng lách nó đi, hoặc là thậm chí là đừng có viết vào là được. Đây, lỗi số 1 này, viết nhiều những cái chữ nhạy cảm quá. Trên lớp cũng dạn rồi, không biết thì là hỏi. May là đây là có hỏi nhá. Học mà không hỏi thì chỉ có ăn những cái đồ thầy huấn bán thôi.
Nào, tiếp theo viên uống lại dạy hình ảnh cày này, dạy xa xá ra xả bố làm video đi, lại dạy hình ảnh. Dạy hình ảnh này mình hỏi các bạn sẽ hiểu là cái gì? Đấy, nhìn hình ảnh như này các bạn hiểu là cái gì? Mình không biết là các bạn định hiểu là cái gì. Ngọc Nữ Khang có hình một bà bầu, 60 viên, xong rồi có mấy con nòng nọc bơi theo. Và mình sẽ tưởng là kiểu hiến muộn. Chính xác là sản phẩm liên quan hiến muộn. Nếu mà nhìn hình ảnh nhá, được chưa? Rồi đọc mình biết là cái viên uống này nó là gọi là điều kinh. Được chưa? Điều kinh để làm gì? Rối loạn giấc ngủ, tâm trạng. Ui trời, sao cái sản phẩm này lắm công dụng thế nhỉ? Nào là điều kinh này, nào là rối loạn giấc ngủ này, nào là giúp đỡ suy giảm trí nhớ này, nào là mụn trứng cá mãn tính này, nào là vấn đề tiêu hóa này, nào là mệt mỏi liên tục này, nào là giúp tăng cân. Ô thế cơ à? Nếu mà tăng cân được thì mình sẽ uống cái sản phẩm này. Được chưa? Rồi là thèm ăn này, rồi là nào là nhức đầu này, rồi nào là khô âm đạo này, rồi là dám ham muốn tình dục này, rồi là thay đổi ở bưởi nữa này. Ui giời ghê nhỉ, sản phẩm này đa di năng ấy nhỉ. Đa di năng này phải bán xuyên quốc tế chứ. Bán Việt Nam làm gì? Bạn bán một cái sản phẩm mà nó chỉ có một hoặc hai chức năng nó mạnh nhất. Tức là đây với con sản phẩm này bạn tập trung vào một thằng thôi, một công dụng thôi, một là điều kinh, hai là suy giảm trí nhớ, ba là ví dụ như là khô âm đạo, bạn chỉ tập trung vào các vấn đề chính thôi, các vấn đề phụ đừng cho nó vào. Một cái sản phẩm nó có nhiều công dụng quá, nó giống như thế này nhá. Ví dụ mình như thế này cho các bạn dễ nhá. Mình dạy một cái lớp học, mình vừa dạy về giá chỉ có 4 triệu thôi. Ví dụ như thế, dạy Facebook bạn này, mình cũng dạy này. Dạy quảng cáo Google mình cũng dạy cho bạn này, 4 triệu đấy. Rồi dạy TikTok cũng dạy cho bạn này. Dạy Shopee Lazada cũng dạy cho bạn, Sendu cũng dạy cho bạn này. Rồi là dạy cho bạn cả làm affiliate trên TikTok, KOC, xây kênh như nào này. Đấy, dạy 5-6 cái nội dung học đấy cho một cái khóa học, cho một cái học mà giá chỉ có 4 triệu, liệu bạn có tin tưởng không? Và bạn sẽ thấy rằng là cái thằng cha Hạnh nó chả mạnh cái gì cả. Facebook cũng chả mạnh, TikTok cũng chả mạnh. Nó dạy 6 khóa học này mà thu có 4 triệu thôi thì nó gọi là như nào? Là chả ra sao cả. Hiểu chưa? Tức là nó không mạnh một cái gì cả đấy. Tập trung vào một cái thế mạnh, một cái nhu cầu, một cái vấn đề, một cái nỗi đau mà khách hàng bị đau nhất để bán nó. Thì ở trong cái bài content này, đấy là cái mà các bạn sẽ học được. Tiếp. Một sản phẩm tiếp theo. Đây nhìn cái này hiểu không? Đây bật tiếng luôn này. Rồi, các bạn hiểu bạn này bán cái gì không? Bạn này bán một cái sản phẩm là khăn lạnh, vỏ đũa mình cho cửa hàng. Với kinh nghiệm 15 năm trong ngành để có được lượng khách hàng gắn bó luôn đồng hành Buffett. Đi học mình thì chắc chắn gặp vấn đề về việc là tìm kiếm khách hàng. Này chưa? Với 15 năm kinh nghiệm đang gặp khó khăn về việc tìm kiếm khách hàng nó mới đúng. Đây, cái video này quay lại cái quá trình sản xuất ra cái khăn giấy nhưng không có thằng nào thuyết minh. Thì khách hàng nhìn vào đây, khách hàng tưởng là một cái dây chuyền sản xuất và đang bán một cái máy gì đó để sản xuất, ví dụ như là băng dính chẳng hạn. Nhìn nó có giống không? Giống mà. Bạn làm video như ở trong video này không có thằng thuyết minh, không cho khách hàng hình dung là cái dở hơi này nó là cái gì. Thà đứng ở đây quay cái máy quay sản xuất, xong dứt một cái khăn ướt ra, bảo là mình chuyên sản xuất khăn ướt ABC cái gì. Hiện tại mình đang sản xuất đây, đang là một lô bao nhiêu nghìn cái, ví dụ 10.000 cái cho cái nhà hàng này, hàng này. Nếu bạn đang xem video này thì bạn có thể là inbox cho mình sẽ báo giá tốt nhất cho bạn. Hiểu không? Thì làm như thế chứ. Cái video này lại mắc một cái lỗi, đó chính là không có thông điệp rõ ràng. Ok chưa? Rồi, sản phẩm tiếp theo. Dầu phục hồi động cơ. Nó đây. Mình lướt qua một dòng, một loạt, bạn này toàn chạy ảnh thôi, chả chạy video gì cả. Rồi mình khẳng định luôn là bạn này chạy quảng cáo không hiệu quả. Dầu phục hồi động cơ, ok, xem nào. Đối tượng mua là
có hai đại đối tượng, một là phân phối cho các đại lý cấp dưới, được chưa? Tức là tuyển sĩ mục tiêu chạy quảng cáo, tuyển sĩ tuyển đại lý ấy. Mục tiêu số 2 là bán lẻ, được chưa? Cái người mà làm trong ngành nhìn cái này sẽ biết luôn nó là giàu cho động cơ, nhưng mà không biết nó là phục hồi. Đấy là nhìn vào thông điệp ảnh thì nó mới chỉ có một nửa thông điệp, là nhìn vào cái ảnh đấy biết là giàu cho động cơ nhưng chưa có phần phục hồi động cơ. Động cơ nào phục hồi? Động cơ tôi là động cơ giàu có phục hồi được không? Động cơ xăng có phục hồi được không? Không biết. Các dòng xe nào phù hợp? Được chưa? Theo như mình tìm hiểu ở đây thì những cái người mà sử dụng cái này, đây này, giải quyết các vấn đề như là khí thải cao, khói đen, cặn bẩn, máy yếu ì, được chưa? Nếu mà chỉ đơn giản là giải quyết khí thải cao thì các dòng xe bình thường hạng ABC là chưa được hết. Nhưng mà nếu là máy yếu ì, không cần bổ máy, xe vẫn có thể bốc khỏe thì lúc này nó lại sang xe tải, xe bán tải, xe vận tải. Tức là tập khách hàng của bạn nó chia thành hai loại đối tượng, một đối tượng mua xe để đi, hai là mua xe để kinh doanh. Kinh doanh bao gồm việc vận tải và di chuyển đấy. Được chưa? Thì bạn phải xem được là cái tập khách hàng nào nó sẽ mua hàng nhiều hơn. Mình nghĩ đương nhiên sẽ là cái đối tượng vận tải. Được chưa? Rồi cái dầu này có đắt hay không? Nếu bạn chạy như này mình tin là sẽ ra tin nhắn. Nhưng mà mình tin một điều nữa là khách hàng sẽ chỉ dừng lại khâu báo giá, bởi vì trong content này bạn chưa có yếu tố giá. Được chưa? Đương nhiên là xe tải thì dung tích nó sẽ khác. Ngày xưa mình có một bạn bán cái này rồi, giảm khí thải thì nó sẽ chia thành nhiều size, size 1, size 2, size 3, size 4, tức là chia theo ml. Thì mỗi một xe nó sẽ khác. Ví dụ như con xe của mình nhá, là mình phải đổ hai lọ, bởi vì con của mình là cái dầu giúp giảm khí thải, mình mua lại dầu khí thải là nhét vào bình xăng, là đổ thẳng trực tiếp vào bình xăng, là mình phải chơi hai lọ bởi bình xăng của mình rất to, là xe của mình nó như thế. Thế nếu mà mình xe nhỏ thì sao? Hiểu không chưa? Thế nếu mà bạn ví dụ như là bạn báo giá cho, ví dụ mình đi con xe nhỏ đi, mà bạn báo giá cho mình cái dung tích bình nó to hay sao, thì giá nó cao quá so với cái nhu cầu của mình, đúng không? Thì khách hàng chả đã xem. Bạn này thì có hai vấn đề nhá. Một là làm video bán hàng cho nó có nội dung chi tiết vào, hướng dẫn người ta sử dụng dầu này, dầu đi cho nó hiệu quả. Hai là học kịch bản cho sale nhá. Không, bạn không chốt được những thằng mà đi ô tô giống mình đâu. Như thế này là hơi gì nhỉ, tự nhiên hơi làm nó hơi ẩu. Làm content hơi ẩu. Đây cũng học xong rồi mà làm cái content nó ẩu thế. Học lại đi. Cuối cùng là bạn này đố các bạn xem bán cái gì nhá. Technology xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nhà thông minh cổng tự động tại Đắk Nông. Chúng tôi chuyên phân phối lắp đặt nhà thông minh Smart Home, cổng tự động, hệ thống an ninh chống trộm, hệ thống camera giám sát với phương châm hoạt động uy tín tạo nên chất lượng, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhiệt tình. Thành Trinh Technology cam kết đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của quý khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý nhất. Hotline 08439. Rồi, đây mình sẽ tìm cho bạn này một cái video trên YouTube xem nó khác nhau như nào nhé. Bạn này học xong có làm video nếu mà có 10 điểm thì mình sẽ chấm cho thành 2 điểm. Được chưa? Bạn chị bị thiếu một lỗi, đó chính là không chịu đi học hỏi những dạng content hay từ thằng đối thủ. Này cứ có cái nào thì làm như thế thì lấy đâu ra mà nó hiệu quả được. Rồi lại kêu là em không có thời gian để làm video, em không biết quay video, không biết thì học. Được chưa? Còn không học được thì nghỉ, không bán hàng nữa. Chứ bây giờ xác định bán hàng là cái gì cũng phải làm. Quảng cáo Facebook ấy, cái gì cũng phải làm. Mình không có nhân sự thì mình phải làm. Được chưa? Mình có nhân sự thì mình giao cho nó. Nhưng ở đây mình không biết chạy quảng cáo thì mình phải biết chạy quảng cáo. Mà muốn chạy quảng cáo hiệu quả được phải làm được video hiệu quả, hình ảnh hiệu quả. Mà lại đến phần này lại bảo là không làm được thì không chạy quảng cáo nữa nhá. Được chưa? Đây video 9 phút này. Rồi xin chào các bạn, hôm nay công ty tự động Thanh Phong sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt bộ cánh tay đòn motor cổng V2 24V này, lắp đặt có pin lưu điện nhập khẩu Italia. Rồi đấy. Tự động nặng là dưới 500 kg. Cái bộ motor này ưu điểm của nó là điện 24V xài là an toàn tuyệt đối luôn ha. Hướng dẫn lắp motor cổng tay đòn Italia 24V đóng mở cửa tự động. Nhìn con tay nó khác của bạn luôn. Nó có một nội dung rõ ràng.
Được chưa? Còn của bạn chỉ đơn giản là giới thiệu về công ty của bạn, chưa đưa ra cái lợi ích. Khi xem cái video này, được chưa? Tôi sẽ hình dung được, nếu mà nó quay chi tiết, ở đây nó quay 9 phút thì tôi sẽ hình dung được là à, lắp cổng tự động nó bao gồm bao nhiêu khâu và cần các thiết bị là gì, tôi có thể tự mua ở bên ngoài được hay không. Và nếu như tôi mua của bạn, tôi mua của cái thằng này này, thì tôi sẽ là người kiểm tra được là thằng này có gửi đủ đồ như video hay không. Đấy gọi là thông điệp rõ ràng. Thì bạn này mắc một cái lỗi đó chính là spam đối thủ ít quá, spam nó mạnh vào. Để mà có được cái video hay, để mà có một cái kịch bản bán hàng hay thì mình cần phải trau chuốt. Chứ có cứ phải là cứ quay cổng lên là có người ta mua đâu, đúng không? Làm gì có chuyện như thế. Mua một bộ quần áo là mua bừa đi, ví dụ như thế. Nhưng đây là mua một cái bộ để cổng nó đóng mở tự động thì cần, người ta cần phải hiểu, người ta cần phải được giáo dục là làm như thế này là đúng, làm như thế này là sai. Được chưa? Thôi đấy là cái video cuối cùng trong ngày hôm nay mình phân tích về cái việc là học viên mình học xong nó vẫn còn gà thật sự luôn ấy. Được chưa? Thì cố gắng là những cái người này mà được phân tích thì cố gắng mà làm cho nó hiệu quả hơn, trau chuốt hơn. Gà quá thì đi học lại. Được chưa? Chứ không là cũng học xong như này không thể hiệu quả được. Mình nói thật là vào 6-8 cái bài viết mà mình cho các bạn xem thì đúng là học xong không bao giờ hiệu quả. Học xong chỉ có mất tiền thôi. Được chưa? Rồi học như này xong mà làm như thế này, học thì rõ là nhiều. Được chưa? Học làm content như thế nào, video mẫu có, video mẫu gợi ý có, gợi ý target như nào có, chữa bài có. Mà học xong mà không làm được như thế này, xong rồi quay ra bởi khoa học này không hiệu quả thì nó chuẩn là không hiệu quả ở chỗ bạn, chứ không phải ở chỗ thằng dạy. Những cái thằng mà dạy mà nó chữa được bài như thế này, nó giúp bạn như này, nó là mong muốn bạn thành công rất nhiều rồi. Nhưng đây là mong muốn của nó. Nó muốn bạn thành công, nó sẽ chữa bài cho bạn. Còn bạn có muốn bạn thành công hay không, hoặc là bạn có muốn trở thành một trong những học viên thành công của nó để nó quay phim bay hay không, thì đấy là câu chuyện của bạn. Trong video này chúng ta sẽ dừng lại đây thôi. Nhìn cái này tan quá. Ok, chào và hẹn các bạn ở trong những cái video tiếp theo.